đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những tin chính. Tạm dừng phà từ 12 giờ ngày 6 tháng 10 để lắp đặt lại cầu phao Phong Châu. Sáng ngày 6 tháng 10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, từ 12 giờ trưa cùng ngày sẽ tạm dừng hoạt động lưu thông qua phà quân sự để chuẩn bị lắp lại cầu phao Phong Châu. Trước đó, vào 14 giờ 30 chiều 4 tháng 10, Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh phối hợp cùng quân khu 2 vận hành chạy 2 phà cơ động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân qua sông Hồng. Mỗi phà sử dụng 3 đốt khơi ghép lại với nhau với chiều dài 20m, rộng 6,5m. Mỗi chuyến chở được từ 30 đến 35 người và phương tiện. Các loại phương tiện được phà chở qua bao gồm xe thô sơ, xe gắn máy, các loại xe mô tô và người đi bộ. Việc dừng phà diễn ra trong bối cảnh mực nước sông Hồng lên cao và dòng chảy xiết. Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh đã buộc phải cắt cầu phao Phong Châu để đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị. Theo ghi nhận của phóng viên Vietnamnet, ngay sau khi lực lượng công binh nhanh chóng hoàn thiện việc lắp đặt phà chuyên dụng, những phương tiện đầu tiên đã được vận chuyển nối đôi bờ sông Hồng. Người trên phà bắt buộc phải mặc áo phao và chấp hành nghiêm các yêu cầu đảm bảo an toàn của lực lượng chức năng. Trước đó, tại hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng quân đội chủ động, kịp thời ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai khẩn cấp. Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu Binh chủng Công binh phối hợp với Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ nghiên cứu phương án sử dụng phà chuyên dụng để vận chuyển người dân qua sông. Ngày 6 tháng 10, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận 12 phối hợp các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy công ty dược liệu trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 5 tháng 10, người dân ngửi thấy mùi khét nặng. Khi ra xem thì hốt hoảng thấy ngọn lửa cùng cột khói đen cao hàng chục mét bốc lên tại một công ty dược liệu trên quốc lộ 1A, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân xung quanh sau đó đập phá cửa, liên tục dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa. Nhưng do bên trong có nhiều vật dụng dễ cháy nên công tác chữa cháy ban đầu bất thành. Ít phút sau, ngọn lửa tiếp tục bùng lên dữ dội. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận 12 điều nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Các chiến sĩ đã lên phương án chữa cháy từ nhiều hướng, đồng thời kéo ống nước dài hàng trăm mét tiếp cận đám cháy. Đến khoảng 22 giờ 20 phút ngày 5 tháng 10, vụ hỏa hoạn mới được kiểm soát. Ghi nhận tại hiện trường, những căn nhà liền kề đã được người dân di dời vật dụng ra ngoài phòng cháy lan. Đoạn đường từ quốc lộ 1A hướng đi cầu vượt về quận Gò Vấp bị phong tỏa. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị hư hại, rất may không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Gần 150 chiến sĩ truy bắt đối tượng chém một trưởng công an xã ở Yên Bái. Tối ngày 5 tháng 10, theo thông tin từ Công an huyện Yên Bình, Yên Bái, đơn vị và Công an tỉnh đã huy động gần 150 cán bộ, chiến sĩ để bao vây, truy bắt hai đối tượng Lục Văn Hùng, 49 tuổi và Lục Văn Đông, 45 tuổi, cùng trú tại thôn Khe Mai, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Lục Văn Hùng. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 4 tháng 10, Công an xã Tân Hương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc thôn Khe Mai có đối tượng Lục Văn Đông đang dùng kiếm đe dọa không cho người dân gặt lúa. Ngay sau đó, tổ công tác gồm ông Lương Văn Chiến, trưởng công an xã Tân Hương, cùng 3 thành viên công an xã và lực lượng an ninh trật tự thôn Khe Mai đã đến giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, lúc này, Lục Văn Hùng đang cầm dao đe dọa và chửi bới tổ công tác. Mặc dù lực lượng công an xã đã yêu cầu Hùng bỏ dao xuống, nhưng đối tượng không chấp hành, đối tượng Hùng còn dùng dao đuổi tổ công tác. Cùng lúc đó, đối tượng Đông từ trên đồi chạy xuống, cầm kiếm dài khoảng 1,5m, chém vào lưng và gáy của ông Lương Văn Chiến rồi bỏ trốn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Chiến đã được đưa đến trạm y tế xã để sơ cứu vết thương và chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Hiện tại, vết thương của ông Chiến không còn nguy hiểm đến tính mạng. Lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng Lục Văn Đông. Ngày 5 tháng 10, Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã bắt giữ Giàng A Trinh, 36 tuổi, trú tại xã Mường Chùm về hành vi tàng trữ chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1,37 gram thuốc phiện. Khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Trinh, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng bằng gỗ dài 68cm, một khẩu súng bằng kim loại dài 40cm, đều là súng bắn đạn nổ có cắt tút, 15 viên đạn màu vàng đồng có đường kính 0,8cm, 147 viên đạn thường có đường kính 0,5cm
và một máy hàn, một máy cắt, một máy khoan, 15 que hàn, 3 kìm, một thước định vị. Trinh khai nhận số tang vật trên dùng để sản xuất và chế tạo súng. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 khẩu súng cồn hơi, một lọ nhựa thuốc súng sử dụng cho súng kíp và nhiều tang vật khác có liên quan. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mường La đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng tham gia sản xuất, chế tạo súng cùng Trinh. 2 đối tượng này là Giàng A Choai, 34 tuổi, trú tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, và Giàng A Câu, 31 tuổi, trú tại xã Mường Chùm, huyện Mường La. Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật. Lắp đặt 4 nhà đầu tiên ở khu tái định cư Làng Nủ vào giữa tháng 10. Ngày 3 tháng 10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tháng 9 năm 2024. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên có ông Nguyễn Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Đại tá Nguyễn Thế Lực, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị thi công dự án, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, lãnh đạo huyện Bảo Yên và người dân thôn Làng Nủ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Trọng Hải báo cáo cụ thể về vị trí địa điểm xây dựng khu tái định cư thôn Làng Nủ. Theo đó, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các nhà khoa học, trường đại học mỏ địa chất tìm địa điểm, đánh giá nguy cơ sạt lở, giữ an toàn để lựa chọn khu vực xây dựng nhà ở cho người dân thôn Làng Nủ. Các nhà khoa học đã đánh giá địa điểm triển khai xây dựng đảm bảo an toàn. Tỉnh Lào Cai đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp. Các thủ tục được rút ngắn, công tác giải phóng mặt bằng, hồ sơ thiết kế được khẩn trương phê duyệt. Theo thiết kế, các nền nhà được san dật cấp theo địa hình đảm bảo ổn định, có tính thẩm mỹ cao. Về phương án thi công khu tái định cư thôn Làng Nủ, Đại tá Nguyễn Thế Lực cho biết, diện tích quy hoạch khoảng 13 hectare, đến nay phần hạ nền đã được 9 hộ. Phương án thi công thiết kế kiểu nhà sàn, móng được đổ tại chỗ, dầm sàn sẽ đúc sẵn và vận chuyển tới lắp đặt. Theo kế hoạch 15 tháng 10 sẽ lắp đặt 4 nhà đầu tiên. Quyết tâm ngày 30 tháng 11, đơn vị cơ bản sẽ lắp xong 40 ngôi nhà. Cùng với đó là xây dựng các điểm trường và nhà sinh hoạt cộng đồng. Sau đó, trong tháng 12, tiến hành hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đường nội bộ. Đơn vị sẽ thi công cả ngày và đêm để đáp ứng tiến độ thời gian. Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu các lực lượng tham gia xây dựng khu tái định cư thôn Làng Nủ đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng, an toàn, kết hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai xây dựng, quyết tâm sớm đưa công trình vào sử dụng. Trước đó, ngày 10 tháng 9, một trận lũ quét kinh hoàng xảy ra đã gần như xóa sổ thôn Làng Nủ. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lào Cai xác định có 58 người dân ở thôn Làng Nủ bị thiệt mạng, hiện còn 9 người mất tích. Hơn một tuần sau trận lũ quét, tỉnh Lào Cai cùng các đơn vị tài trợ đã khảo sát, bố trí mặt bằng, thi công khu tạm cư Làng Nủ. Khu tạm cư với 25 nhà tạm đã hoàn thành và đi vào hoạt động, giúp giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở của nhân dân sau thiên tai. Về phương án lâu dài, tỉnh Lào Cai triển khai xây dựng khu tái định cư Làng Nủ tại khu đồi Sim, cách làng cũ khoảng 2 km. Khu đất này có địa hình cao, rộng rãi, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước. Dự án xây dựng khu tái định cư Làng Nủ được khởi công vào ngày 21 tháng 9, dự kiến hoàn thành trước 31 tháng 12 năm nay.